đó, sơn cho nó rất là mỏng. Mấy chị thấy cái màu nó khác không? Ha, à, set này nó có tông trắng này, mấy chị thấy cái màu nó tươi không? Đó, này sơn hai lớp là đều ha. Đó, và khi mà mấy chị sơn thấy là cái tay của người khách nó chỗ này nè, đó là nó hơi bị lõm đúng không, rồi bị gồ ghề nữa. Đó, gặp trường hợp đó, mấy anh chị cho sơn hai ngón rồi xong để cho máy gặp mấy màu này, mấy anh chị cho mỏng đó, sơn mỏng thôi, không có sơn dài nha. Đó, đẩy từ chính giữa nè, xong qua đó. Đôi lúc mình cắt da nó giúp cho cái sơn của mình lắm. Còn khi mà mình còn có cái phần mà chiết da đó, đôi lúc mình sơn có cố gắng trộn đi nữa thì nó không có được mướt. Mai đi anh, mai đi. Dạ, để trên bàn hoặc ăn được. Rồi, lấy cái này ra. Nó lem ra ha, lấy cái tay của mình đôi lúc mình làm á, lỡ mà nó lem ra hay là chỗ đó mình đậy nhiều quá, mấy chị lấy cái móng nhẹ nhẹ ra. Tại lấy nhiều đôi lúc mình nhiều nước sơn quá, mấy chị lấy vừa thôi. Treo là để vô máy là mới khô nha, nên tới khi mà anh chị sơn á, sơn mỏng giùm em thôi. Đầu tiên là mình bập đầu móng nha. Đó, con ngón này hồi nãy mình nói nè. Đó, thấy không, kêu đi cồn thì mình cũng đi tròn thôi, mấy anh chị cũng đi tròn thôi. Ok, rồi, next one. Đó, xong, tới bên này ha. Đây á. Lấy nước sơn ít thôi mấy anh chị, vừa đủ thôi. Xong, mình sơn lại cho nó đều nè. Cái này là tay mà nó u ghế nha mấy anh chị, thấy không, cái màu của mình rất là đẹp. Cái này sơn mỏng nha mấy anh chị, cũng thấy là em kéo rất là mỏng đúng không, rất mỏng, tại vì mình không có thói quen là sơn dày. 3 nước 2 nước đó, mình sơn mỏng thay vì đó là mình xin chịu khó sơn 3 nước, còn hơn là mình sơn 2 nước rồi xong hả, cái màu chỗ dày chỗ mỏng là màu của mình không có đều luôn. Giống như nếu mà cái móng mà nó bình thường, nó không có, nó flat hay là nó không gồ ghề, mấy anh chị thấy không, 2 nước là cái màu này nó đẹp rồi không. Còn nếu mà gặp trường hợp mà nó giống vậy đó thì mình có thể tăng 3 nước, nhưng mà cái nước của mình á, khi mà mình sơn mỗi lớp giống vậy, mấy anh chị cho mỏng giùm em,
Cái này là nếu mà mình cố gắng mình tăng hai nước đều mà chị biết không, cái mặt nó bị dày chỗ mỏng lắm, nên thành ra chưa bao giờ là hiếm khi mà xin sơn hai nước lắm, lúc nào cũng ba nước hết, đi thật mỏng ba nước thôi. Tại vì biết sao không, sơn hai nước á, cố gắng mình sơn ngón này được ngón này ngón kia không được, xong thành ra là cái màu của mình á, cái độ dày nó không có đều nhau, rồi cái màu của mình cũng không có đều nữa. Tại vì đôi lúc gặp những cái màu khác, mỗi cái màu tông màu khác, mấy chị thấy những cái tông màu trong trong có, những cái tông màu đục đục có không, những cái tông màu bột bột có không, đó nhiều lắm, nhiều cái loại nước nước sơn cho mình. Khi mà mình thấy là hai nước như vậy là đều đúng không, nhưng mà mấy chị mà muốn đẹp mấy chị cho thêm một lớp lên cho em nha, cho thêm một lớp nữa lên giùm em đó ha, cho thêm một lớp mỏng luôn. Để cái này là xem sơn rất là mỏng nha mấy chị, sơn mỏng ơi là mỏng luôn ha. Thấy cái màu của mình à, rất là xinh nha. Ngón này lát nữa mình sẽ xử lý chỗ đó, hơi lên một chút đó, ngón này cũng dậy sơn thật mỏng. Và khi nước sơn của mình nó không có giống nước sơn thường, khi mà mấy chị trừ phi mấy chị muốn nó khô là mấy chị để vô máy thì nó mới khô ha. Còn khi mà mình chưa để vô máy là nó vẫn chưa khô đâu, nó vẫn có thể là có khả năng là chảy. Nếu mà mình tay cách mà để nghiêng quá, nếu mà mình sơn dày nó mới chảy, còn sơn mỏng nó đâu có chảy đâu. Nó đủ vừa đủ treo để bám trên cái phần bề mặt cái móng rồi. Đó, và khi lấy nước sơn nè, mình lấy ít thôi. Đó, mình không có lấy nhiều, vừa đủ sơn một ngón. Tại nếu mà mình đỡ sơn hai ngón thì cái ngón đầu tiên nó sẽ bị nhiều. Và cái lớp ba lớp này mình cũng sơn cho nó thật mỏng ha. Cái set này là mình sơn hai lớp được rồi, đều rồi. Nhưng mà mình muốn cho cái màu của mình nó đẹp hơn, với lại cái móng này là nó có độ lõm nhiều, nên là ra là mình đi giống vậy để cho cái màu của mình nó đẹp hơn nữa. Chứ nãy giờ cứ sang đi hai lớp anh chị cũng thấy đúng không, chứ chứ lên đây mà cứ vệ sinh không phải là biểu diễn để cho nó hai lớp nó đều ha. Lên đây là mình chia sẻ kỹ thuật sơn cho mấy anh chị luôn. Có nhiều anh chị là mới mình sợ hay là mình sơn á chỗ có chỗ không nữa, làm trên này có nhiều anh chị sẽ không có hiểu được lý do tại sao mình lựa chọn giống vậy để sơn không. Cái gì nó cũng có nguyên nhân hết, không thấy nó thấy nghiêng không, nó bị lõm chỗ này nè. Sơn để máy để mình sơn top nha. Đó, trước khi sơn top mình xử lý chỗ này chút. Sơn top coat thì mình cũng sơn mỏng thôi mấy chị, không lấy nhiều ha. Lấy nhiều quá nó chảy ra cái phần da của người khách nữa. Không, sơn mà nó lem lên chỗ này thì nó cũng không có được. Sơn top coat thì nó cũng nằm ở vị trí trên cái bề mặt của cái màu thôi, bọc đầu móng. Lấy ít thôi mấy chị, không có lấy nhiều. Thường đa số là Phương Sinh thấy là nên sơn xong rồi mình mới tại khi mà sơn chéo mình chỉ làm tay chân nước và đừng có để dầu ha. Rất là xinh nè, tuy là nó móng ngắn ngắn nhưng mà rất là dễ thương nha. Ok, inside sweet. Tông màu rất là đẹp đó mình, chị thấy không, tông màu này rất là xinh nhưng mà chỉ có treo thôi, không có làm bột được đâu. Làm bột là nó sẽ không có được tươi như vậy, phải
có bột á, bột nó sẽ không có được tươi giống vậy, mà bột mà có để vô mà cũng không có để thêm cái này vô được nữa thì nó sẽ không có gọi là gì ta, matching. Nên mình ra treo này, cái collection này nó với cái 200 màu different hoàn toàn nha. Đó, tông này thì nó tươi hơn những cái tông mà trong collection 200 màu. Trong 200 màu thì nó vừa có bột, bột là không có thêm những cái tông trắng vô được. Nên mình ra là hả, mình làm được tới ở tại thường mấy anh chị thấy không, bột á mà muốn mà nó tóc được á là nó không có thêm trắng vô á là nó bị marble. Nên thường đa số á, bột á là pigment nó chỉ pha với clear thôi, mà số lượng clear là tùy theo là nhiều clear quá cũng được, nhiều clear quá thì deep không có lên, nó trong vậy đó ha. Còn nếu mà thêm nhiều pigment quá đó thì nó lại cũng không được luôn, tại nó không có lấy được bột lên, nó deep only thôi. Nên thành ra là cái nào nó cũng vậy, để cho nó cân bằng cho tất cả thì tất nhiên nó cũng khó đúng không. Để mấy anh chị thấy nè, đây cách nè ha, thấy cái mặt móng không, nó không có điều nè, thấy không, nhưng mà cái màu của mình nó vẫn cover nè, cái này gọi là dạng bột đúng á nha. Nè mấy anh chị thấy không, đó thôi, tại vì do làm bột nhiều quá lại tùy theo khách đó mấy anh chị, nhiều khách đó là người nhiều khách đó cái mặt móng đâu có bằng phẳng đâu, nó bị lượn sóng á, gọi là lượn sóng á, thì mình gặp trường hợp là mình sẽ lấy màu đó nha. Nhưng mà cái collection này thì mấy anh chị yên tâm đó, sớm rất là xinh nha mấy anh chị ha. Đó.